Ngày 25 tháng 10, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Công an phường Hiệp Thành xác minh nội dung tin báo của người dân về việc nhiều phụ huynh mất liên lạc với con sau khi đem gửi tại mái ấm Quan Âm trên địa bàn. Trước đó, một số người mẹ đã đến công an trình báo khi mất liên lạc với con sau khi đem gửi tại mái ấm Quan Âm nằm trên đường Nguyễn Thị Búp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Theo chị T 31 tuổi và chị A 33 tuổi, gần đây không thăm được con sau khi gửi tại mái ấm Quan Âm và nghi ngờ bé đã mất tích. Những người phụ nữ này cho biết, vì điều kiện khó khăn nên lúc mang thai vào năm 2023, họ đã liên hệ với mái ấm Quan Âm. Khi hai người lần lượt sinh con vào tháng 4 vừa qua, mái ấm này nhận chăm sóc các bé. Khi đó, người đại diện mái ấm yêu cầu chị T và chị A cam kết không nhận lại con khi bé chưa đủ 18 tuổi. Sau đó, mái ấm hỗ trợ mỗi chị 6 triệu đồng. Hàng tháng, các chị vẫn thường xuyên tìm đến mái ấm để thăm, gặp con. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9 đến nay, hai người mẹ này đã không gặp được con. Mặc dù đã tìm nhiều cách để liên hệ, nhưng người của mái ấm đã tránh né. Theo cơ quan chức năng, bước đầu ghi nhận hai người phụ nữ trên trình báo con của họ bị mất tích sau khi đưa vào mái ấm Quan Âm. Ngoài ra còn có một số thông tin cho rằng nhiều phụ huynh khác cũng bị mất liên lạc với con tại mái ấm này. Hiện công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ. Có được dự án khu tái định cư là ước mơ của nhiều hộ dân sống ở những vùng sông nước có nguy cơ sạt lở cao. Thế nhưng nhiều khu tái định cư tại Nghệ An thi công hàng chục năm đang đắp chiếu bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng, trong khi người dân mòn mỏi chờ di rời để ổn định cuộc sống. Thực tế này đã cho thấy các khu tái định cư chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí ngân sách nhà nước, ghi nhận tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Gia đình ông Ngọ và 100 hộ dân Vạn Trài đã đặt trọn ước mơ đổi đời vào dự án tái định cư Khe Mừ. Thế nhưng 14 năm qua, người dân vẫn phải sống bấp bênh trên sông Lam, chưa được di rời lên khu tái định cư để ổn định cuộc sống. Thì chúng tôi rất mong trong ngày trong đêm để được vào, nhưng mà đến tỉnh đấy cũng 20 năm rồi mà cũng không được vào. Nguyện vọng chúng tôi muốn vào nhưng mà nhà nước có đưa vào đâu. Quá trình 14 năm năm ngoái chúng tôi cũng đã vào đó, thì như vậy là thấy cơ sở vật chất các cái đường xã, nhà văn hóa, các cái trường học trong đó hiện nay cũng xuống cấp rất chứ là trầm trọng rồi, nên là muốn để mà ban giáo người dân vào sinh hoạt đó để mà sinh sống đó thì cũng cả một vấn đề. Cho đến giờ phút này thì cái nguồn mà hỗ trợ đó cũng cảm thấy rất chứ là lãng phí, người dân thì chưa được thụ hưởng. Và đối với người dân vào liệt trên địa bàn và đặc biệt là những cái hộ dân ở đấy thì người ta cũng rất chứ là mong mỏi rồi, người ta chờ từng ngày từng giờ để được vào đó là một cái số tái định cư để người ta có một cái cuộc sống nó đàng hoàng hơn. Dự án khu tái định cư tại huyện Thanh Chương do Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư, khởi công ngày 7 tháng 5 năm 2010 với tổng kinh phí lên đến 84 tỷ đồng. Điểm tái định cư Triều Dương đã hoàn thành nơi ở cho 45 hộ dân. Còn điểm tái định cư Khe Mừ vẫn đang án binh bất động với lý do thiếu đất sản xuất, chậm vốn và cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Hiện tại nhà văn hóa bỏ hoang này đã xuống cấp, trường học hư hỏng nặng, chủ đầu tư đang cho xây dựng bờ rào và cổng để bảo vệ. Khi dự án được phê duyệt thì cái vốn thì nó từng giai đoạn nó không đảm bảo để cho xong, mà là trong quá trình tổ chức thực hiện dự án khi phê duyệt thì nó chưa đồng bộ, đang còn vướng đó là cái chuyển đổi mục đích sử dụng đất là giao cho cái phòng nông nghiệp, cái phòng tài nguyên cũng đã triển khai, thì hy vọng rằng cuối năm nay thì báo cáo chỉ sẽ giải quyết được cái vấn đề này và đưa dân vào. Khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay là chưa có cái cơ chế để mà chia đất sản xuất cho người dân. Nhiều hộ dân hiện nay thì họ cũng đã chủ động tìm cái phương án tái định cư cho mình để ổn định cuộc sống. Và tuy nhiên thì hiện nay cũng có những hộ dân vẫn đang bám trên sông nước. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp để làm sao là khắc phục được bước đầu những cái vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng và để nhanh chóng là hoàn thiện cái công tác chia đất để đưa người dân vào để tái định cư ở đây. Để phát huy hiệu quả các khu tái định cư trên địa bàn Nghệ An, các cấp các ngành cần thực hiện dự án theo quy hoạch diện tích đất ở và đất sản xuất kịp thời ngay khi thực hiện dự án, cần cơ sở hạ tầng phải đồng bộ, phù hợp với đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, tránh kéo dài dự án trong nhiều năm làm thất thoát, gây lãng phí ngân sách nhà nước. 10 năm kể từ 2014, dịch sởi đã quay lại. Sởi là một loại dịch bệnh cũ, chúng ta đã khống chế được nhờ vaccine. Nhiều năm qua, sởi gần như vắng bóng, nếu xuất hiện thì cũng là những ca lẻ tẻ không đáng kể. Nhưng năm nay, sởi đã bùng phát thành dịch ở nhiều địa phương, nghiêm trọng nhất là thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyên nhân chính khiến sởi trỗi dậy lại đến từ một nghịch lý, đó là tình trạng khan hiếm vaccine tiêm chủng mở rộng kéo dài trong suốt năm 2023. Có thể thấy, sự trỗi dậy của virus sởi cùng vi khuẩn bạch hầu, vi khuẩn ho gà trong năm 2024 đã cho thấy hệ quả rõ ràng của cơn khát vaccine năm 2024. Và đây cũng là một bài học kinh nghiệm trong công tác y tế dự phòng, thực hiện các chính sách y tế. Kết quả khảo sát miễn dịch cộng đồng bệnh sởi do các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố cho thấy tỷ lệ có kháng thể phòng bệnh sởi ở trẻ từ 9 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi chỉ đạt 86%. Trong khi để có thể bảo vệ cộng đồng trước bệnh sởi, tỷ lệ phải là trên 95%. Đáng lo ngại là thời gian gần đây, miền Bắc cũng bắt đầu xuất hiện nhiều bệnh nhi mắc sởi, trong đó có những trẻ gặp biến chứng. Vì cũng một phần là cũng do điều kiện kinh tế cho nên là gia đình tôi cũng chỉ đăng ký cho bé đi tiêm ở các phường xã. Và cũng không cho bé đi đăng ký tiêm dịch vụ phường xã. Hết vaccine thì cũng đành phải chịu, không biết làm sao. Cái nguyên nhân thứ nhất là trong cái giai đoạn đại dịch Covid thì có rất nhiều trẻ đã không đến các phòng tiêm chủng để tiêm chủng được. Thì đấy cũng là một lý do quan trọng. Và kể cả sau khi đại dịch Covid kết thúc thì chúng ta lại gặp phải một vấn đề khó khăn khác, đó là không mua được vaccine, không có đầy đủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Thế còn các nguyên nhân kèm theo khác, ví dụ như là có vaccine rồi nhưng vẫn có sự từ chối tiêm chủng trong cộng đồng, có vaccine rồi vẫn có một số lượng người nhất định chưa tiếp cận được với vaccine. Việc khan hiếm, gián đoạn vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng là vấn đề mà cử tri nhiều tỉnh thành rất bức xúc. Theo cử tri nhiều địa phương, do thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở y tế công lập, nên nhiều trẻ em không được tiêm chủng đúng lịch, chưa tiêm đủ mũi nên có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Khi mà cái tỷ lệ tiêm chủng của trẻ thấp ấy, thì cái dịch đầu tiên, cái dịch bệnh đầu tiên xuất hiện sẽ là sởi, bởi vì sởi lây nhanh nhất, lây dễ nhất. Sau sởi thì sẽ xuất hiện các cái dịch bệnh khác nếu mà chúng ta không tích cực tiêm bù lại các mũi vaccine còn thiếu. Cho nên cái việc xuất hiện dịch sởi là điều mà đã dự kiến được từ trước. Ban dân nguyện đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương thông tin về tình trạng cung ứng vaccine tại địa phương. Theo báo cáo, tại nhiều địa phương, tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã diễn ra từ cuối năm 2022. Đến thời điểm tháng 9 năm 2024, vẫn xảy ra tình trạng này. Ban dân nguyện kiến nghị Bộ Y tế có giải pháp quyết liệt, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời xem xét trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng thiếu vaccine trong thời gian qua, đánh giá tình hình dịch sởi, bạch hầu và ho gà tại một số tỉnh, thành phố và mối liên quan đối với tình trạng thiếu vaccine ở các địa phương. Mà chúng ta biết là mỗi một năm, số lượng trẻ sinh ra nó vào đâu đấy khoảng độ 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 6 em bé. Vậy thì một độ tuổi chính là khoảng 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 6 trường hợp mà chưa có miễn dịch ở trong cộng đồng. Vậy thì cái việc mà thiếu hụt vaccine chắc chắn là một trong những cái nguyên nhân, có thể nói là nguyên nhân nền tảng, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cái chuyện là chúng ta không đủ vaccine và dẫn đến sự thiếu nhất định của các cái trường hợp không được bảo vệ cho cộng đồng. Dịch sởi năm 2024 chính là lời cảnh báo về lỗ thủng tiêm chủng, về khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng. Đây cũng là một bài học cho công tác y tế dự phòng về sự chậm trễ, lúng túng trong các chính sách y tế. Nhất là khi khẩu hiệu phòng bệnh hơn chữa bệnh không được thực sự quan tâm, chú trọng. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, rạng sáng 24 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên đã phối hợp cùng hai đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Phòng Công binh và Tiểu đoàn Công binh 544 tiến hành trục vớt và di rời quả bom nặng hơn 1,3 tấn có số hiệu M118 tới vị trí an toàn. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, quả bom M118 nặng khoảng 1.362 kg, chiều dài 210 cm, đường kính 56 cm. Với mức độ nguy hiểm được đánh giá là mất an toàn cao, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên đã báo cáo với cơ quan cấp trên triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và tổ chức di rời theo đúng kế hoạch. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10, người dân làm nghề chài lưới phát hiện một quả bom nằm cách trụ sở cầu số 9 của Long Biên về phía hạ lưu khoảng 200 mét. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên đã tiến hành các biện pháp di rời quả bom vào gần bờ.
đồng thời huy động lực lượng dân quân phường Ngọc Lâm và Bồ Đề tổ chức canh gác, bảo đảm an toàn hiện trường. Vào ngày 10 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên cũng đã phối hợp với Phòng Công binh Tiểu đoàn Công binh 544 và Binh chủng Công binh tiến hành trục vớt, di rời và xử lý an toàn một quả bom cùng loại.